ký niệm lễ chúa thánh thần hiện xuống bài của linh mục joseph tại duy tuyền ước mơ và khát vọng có ai đó nói rằng cuộc đời có một bầu trời còn ta có một đôi cánh đôi cánh ấy chính là ước mơ là hoài bão của con người luôn muốn vươn lên để sống hạnh phúc và thịnh vượng hơn con người luôn ước mơ cho xã hội không còn sự giữ và cũng không còn kẻ giữ nhưng dường như lực bất tòng tâm, thế gian vẫn đầy dễ sự giữ. Nếu ai hỏi người dân Việt Nam hôm nay, bạn ước mơ điều gì? Chắc chắn đa phần sẽ ước mơ xã hội giàu có và hết tệ nạn tham nhũng, và cho người người biết thương yêu nhau hơn. Nhưng mơ ước vẫn là mơ ước, mặc dù lò đốt tham nhũng vẫn chết mạnh mẽ, nhưng cốt quan vẫn tìm một cách buông quén của dân. Người cầm quyền chỉ lo vun quén thì làm sao bảo vệ và lo cho dân có cuộc sống bình an thịnh vượng xã hội đói nghèo sẽ dẫn đến thất học ý thức kém trộm cắp cướp của và tệ nạn gia tăng khiến cho xã hội sự giữ lan tràn khắp nơi vì bận cùng sinh đạo tặc là vậy đây cũng là lý do người việt nam hôm nay đang tin vào phép màu nhiều hơn họ chỉ tin vào chúa vào trời vào phật và thần thánh mới cứu xã hội khỏi sự giữ nên các điểm hành hương và xin khấn lúc nào cũng tấp nập nhộn nhịp. Dầu biết rằng có những điểm hành hương chỉ là mại thánh để buôn bán trục lợi, nhưng người dân vẫn tới vì tâm niệm rằng tin trời thì trời sẽ phù hộ mà không quan tâm tới những nghiệp vụ mại thánh tại những nơi này. Họ buôn bán ngay nơi hành hương và còn nhân danh người nghèo để lạc quyên từ thiện. Ngày 17 tháng 2 năm 2019, tại Biên Hòa đã tổ chức hội hoa đăng và thắp đèn trời để cầu phúc cho quốc thái dân an. Và mọi nhà may mắn đã thu hút lực người trên 50.000 người tham gia. Truyền thuyết về nguồn gốc của những chiếc đèn trời được kể rằng thở xa xưa, khi con người chủ yếu nhờ vào canh tác hoa màu lúa bắp khoai, nhưng mỗi lần thu hoạch họ lại bị bổng cướp, lũ phị tấn công. Để đối phó, người dân đành chọn cách mang đồ đạc, nông sản giấu lên những ngọn núi cao. Chỉ vài trai tráng khỏe mạnh được cắt cửa ở lại làng. Họ sẽ dùng những ngọn thiên đăng như một tín hiệu an toàn để thông báo cho bà con quay trở về. Khi đám chuyên nghề cướp bóc chán nản bỏ đi, từ đó họ vẫn lưu giữ phong tục thả đèn trời để gửi gắm giấc mơ về một cuộc sống viên mãn no đầy lên trời cao, để ông trời có thể chứng giám lòng thành và biến những điều ước của họ thành hiện thực. Hôm nay, lễ Chúa Thánh Thần là dịp thuận tiện để chúng ta trao gửi ước mơ về với trời cao. Chúng ta nguyện xin Chúa Thánh Thần là đấng được sai đến để canh thân thế giới. Xin Ngài hãy đến để mang lại bình an cho thế gian và để lùi sự giữ ra khỏi môi trường chúng con. Chính nhờ Chúa Thánh Thần mà công trình tạo dựng vạn vật của Thiên Chúa đã trở thành kỳ công mà không bàn tay con người nào làm được. Nhờ Chúa Thánh Thần, các tông đồ đã xông pha ra đi rao giảng về Chúa cho đến tận cùng thế giới. Nhờ Chúa Thánh Thần mà tin mừng đã được gia vải khắp nơi mọi nơi. Dù phải đối diện, trước biết bao bách hại, sóng gió nổi trôi, nhưng lời Chúa vẫn đang canh tăng thế giới. Hôm nay đứng trước rất nhiều sự dữ. Chúng ta hãy nguyện xin Chúa Thánh Thần đến để uống nắng thế giới này, bớt gian tà mà quay về nguồn ánh sáng của tin mừng. Xin Chúa Thánh Thần tiếp tục tác động để làm mới địa cầu Họ giúp cho xã hội văn minh hơn, yêu thương hơn và an bình hơn Con người thật hạn hẹp, nếu Chúa không phù trợ Thì loài người mãi bất lực trước sự giữ Con người của thời đại văn minh hôm nay vẫn chỉ mong phép màu Để thay đổi cuộc sống an bình và thịnh vượng hơn Xin Chúa Thánh Thần hãy đẩy lùi sự giữ và đừng để kẻ Tội lỗi buông thần bán thánh làm ô danh Chúa Xin cho người tín hữu chúng ta dám để lòng mình cho Chúa úng nắng khỏi những mưu toan tội lỗi, những lối đường sai lầm. Xin Chúa luôn nhắc nhở để chúng ta dám nói không với tội lỗi và sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Hầu cuộc đời chúng ta được đổi mới theo tinh thần và ánh sáng tin mừng. Amen. Bài của Linh Mục Joseph tại Dương.